Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 10 năm 2022, Bộ Công an đã triển khai kế hoạch số 513 về tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc. Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng loạt tại các đơn vị địa phương trong tỉnh. Theo đó, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, các lực lượng công an sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm và buộc khắc phục đối với các cơ sở có hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hộ gia đình ông Vũ Văn Cương, tiểu khu Kiện, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm là hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh với hơn 200m² mặt sàn phục vụ cho việc lưu trữ và kinh doanh hàng tạp hóa. Ông luôn có ý thức cao về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tháng 9 vừa qua, gia đình ông Vũ Văn Cương cùng 11 hộ gia đình kinh doanh buôn bán ở liền kề đã thống nhất thành lập tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Do luôn có sự chủ động và ý thức cao trong phòng chống cháy nổ, nên khi được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Thanh Liêm tới thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở kinh doanh, ông Vũ Văn Cương rất đồng tình hưởng ứng. Thường thường là các cái dịp Tết thì trên loa đài ở địa phương đây cũng đã luôn luôn cảnh báo là dịp Tết thì là hanh khô nhiều, bà con hàng hóa nó nhiều, bà con để ý là về cái công tác phòng cháy chữa cháy là loa đài địa phương là thường là lên hàng tuần là có, rồi là các đồng chí công an thường là như chẳng chúng tôi là bán hàng hộ kinh doanh mà bán hàng dịch vụ nên là nó cũng tạp hóa nó cũng nhiều, nên là thường các đồng chí là đến kiểm tra sát sao, hướng dẫn chỉ bảo để cho chúng tôi như thế là làm sao mà đến khi mà nó không may nó xảy ra thì là về cái chuyện và cứu hộ cứu nạn là nó thuận tiện, nó dễ dàng, và các cái ổ điện thì là các chú hướng dẫn là phải làm như thế nào để các cái thứ hàng hóa phải treo sao ổ điện. Huyện Thanh Liêm có 366 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó có 167 cơ sở thuộc phân cấp quản lý của Công an huyện và 199 cơ sở thuộc quản lý của Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Sau hơn 10 ngày thực hiện kế hoạch, Công an huyện Thanh Liêm đã thực hiện kiểm tra, rà soát hơn 100 cơ sở. Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ quan tổ chức, điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở, gồm hồ sơ theo dõi, quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc duy trì các yêu cầu về đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy và nguồn nước chữa cháy, mặt bằng công năng sử dụng, giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn, trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan, quản lý và sử dụng hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hóa chất dễ cháy nổ, hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành, các biện pháp phòng ngừa sự cố tai nạn. Sau khi Bộ Công an ban hành triển khai kế hoạch 513 về tổng rà soát kiểm tra phòng cháy cháy trên phạm vi toàn quốc, thì qua cái hệ thống thông tin truyền thông thì đã truyền tải được cái nội dung chỉ đạo của Bộ Công an trong cái đợt tổng triển khai rà soát này. Chính vì như vậy thì nhân dân cũng đã tiếp cận, cũng đã nhận thức được cái nội dung và cái trách nhiệm của từng hộ cá nhân trong cái việc chấp hành các quy định của nhà nước về phòng cháy cháy. Thì qua đó thể hiện khi chúng tôi đi kiểm tra thì cái ý thức chấp hành về phòng cháy chữa cháy đối với các cái hộ kinh doanh, các cái chủ cơ sở có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về phòng cháy cháy đã được nâng lên và các hộ gia đình đã chấp hành. Tại thành phố Phủ Lý, qua rà soát trên địa bàn có 745 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngay sau khi có kế hoạch, lãnh đạo Công an thành phố đã trực tiếp cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiến hành tổng rà soát, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau khi mà có cái tổng rà soát xong thì chúng tôi phân loại các cái lĩnh vực và sẽ lựa chọn các cái cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao, ví dụ như là các cái cơ sở trong cụm công nghiệp
các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự như là karaoke, quán bar, các cái nơi tập trung đông người, các cái cơ sở về cung cấp dịch vụ về lưu trú để kiểm tra trước. Tiếp theo đó thì chúng tôi sẽ có những cái kiến nghị cụ thể đối với lại các cơ sở để có cái thời gian khắc phục, và sau đó thì khi mà chúng tôi hết cái thời gian khắc phục thì chúng tôi sẽ phúc tra lại cái kết quả khắc phục của các cơ sở. Và đối với những cơ sở mà vẫn còn để các cái tồn tại vi phạm xảy ra thì kiên quyết xử lý với cái chỉ tiêu đặt ra là 100% các cái vi phạm về phòng cháy cháy phải được xử lý và phải khắc phục triệt để. Thông qua đợt kiểm tra giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn đưa vào hoạt động. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hoặc cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở trên địa bàn. Kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động. Giai đoạn này rất là căng thẳng, gần như các cái vấn đề của chúng ta đã xảy ra vừa rồi, thì nhận thức được các cái vấn đề đấy thì bên chỗ nhà máy chúng tôi rất là đề cao về vấn đề phòng chống cháy nổ trong nhà máy, nên chúng ta đã thực hiện nghiêm túc các cái yêu cầu mà bên chỗ công an phòng cháy chữa cháy để thực hiện các cái công tác phòng cháy chữa cháy tốt nhất. Và được sự hỗ trợ của bên chủ công an phòng cháy chữa cháy rất là nhiệt tình và chi tiết, nên chúng tôi đã thực hiện rất tốt các công tác về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Trong 3 tháng diễn ra tổng kiểm tra rà soát, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tăng cường tham mưu, đề xuất cấp ủy chính quyền các cấp, thành lập các đoàn kiểm tra, phúc tra chuyên đề liên ngành về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra, kết hợp tổ chức tuyên truyền, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và tổ chức triển khai việc ký cam kết bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến các đối tượng cơ sở thực hiện quản lý về phòng cháy chữa cháy và nhân dân. Thời gian tới, công tác rà soát kiểm tra xử lý vi phạm an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ được Công an tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, thể hiện sự quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm và buộc khắc phục đối với các cơ sở có hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.